Hôm nay là ngày thứ 8 trong cái chuỗi hành trình 10 ngày nhịn ăn buổi sáng, là nhịn ăn tinh bột, đạm động vật và chất béo. Thì chắc chắn là ngày thứ 8 anh chị em mình đạt được kết quả rất là tốt rồi đúng không ạ? Ngủ ngon hơn, người nhẹ nhàng hơn, tiêu hóa khỏe mạnh hơn, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ trong cái lịch trình vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ ăn như sau. Ngủ dậy vẫn uống một cốc nước chanh ấm như mọi khi mà Emma hướng dẫn trong các tập video lần trước. Sau đó là chúng ta uống một ly nước ép cần tây theo sức của mình nhé. Có thể hôm nay uống tăng liều lượng hơn lên đến khoảng 400ml tùy theo sức của mình. Và ăn sáng, Emma sẽ chọn loại hoa quả có tính chất thanh lọc và trị liệu rất tuyệt vời, đó là cam. Chúng ta nên ăn quả cam vào buổi sáng này, nó có hàm lượng vitamin C nhiều, đặc biệt là cam thì có nhiều nước. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều năng lượng. Khi các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn ăn một quả cam các bạn thấy tỉnh luôn đúng không ạ? Thì các bạn ăn sáng bằng cam, cam nhà mình thì rất là rẻ, ăn đến cái nhu cầu cơ thể của mình thì dừng nhé. Vậy là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta là ngày thứ 8 là vẫn uống nước ép cần tây này, sau đó ăn hoa quả theo nhu cầu cơ thể của mình và chờ đón kết quả cho đến ngày thứ 9. Và sau hy vọng là sau 10 ngày này anh chị em mình sẽ có một cái nhìn nhận khác về dinh dưỡng, về những cái bữa sáng mà mình ngày xưa hay chuẩn bị. Bây giờ mình ăn rất đơn giản, không phức tạp nữa, đúng không ạ? Không mất nhiều thời gian nữa, chỉ hoa quả, rau củ là khỏe người rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình, hẹn gặp lại anh chị em mình vào ngày mai nhé.